Đến với Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh ở thành phố Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những buổi sinh hoạt rộn ràng như thế này và người điều khiển chương trình mang đến không khí vui tươi cho các em nhỏ tại đây, không ai khác chính là anh Nguyễn Ngọc Phương. Từ khi biết mình mang trong mình nỗi đau da cam, anh Phương luôn tự nhắc nhở bản thân không được đầu hàng số phận. Năm 2008, anh Phương được nhận vào làm việc tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh của thành phố. Với những kiến thức về điện cơ đã từng học tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Phương kiên trì truyền đạt lại cho các em nhỏ tại trung tâm. Những lúc không hướng dẫn nghề, anh EA cùng các em học chữ, đánh vần hay cùng các em giao lưu văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, động viên tinh thần để các em vươn lên trong cuộc sống. Phương mà so với những người bình thường lạnh lặng thầy Phương thấy là có bất hạnh vì mình cũng không được may mắn bình thường như như vậy khác nhưng mà so với lại các em đang nuôi dưỡng tại trung tâm đây ấy, thì mình còn quá may mắn hơn các em mình còn có trí tuệ mình còn biết được mình còn nhận thức được và mình còn có được được đón nhận những cái tình yêu thương của cộng đồng của xã hội quan tâm giúp đỡ đến mình đó là cảm nhận cái tình cảm mà thiêng liêng nhất chính vì những cái đó mà mình có được cái nghị lực và mình vượt qua những cái giai đoạn khó khăn bởi vì trong cuộc sống thì con người thì có bao nhiêu cái cái hoài mơ ước và hoài bảo để đạt được cái cuộc sống mà cho được tốt đẹp nhưng mà đối với mình thì cái đó cũng không thể đạt được nhưng mà mình với lại các em cái mình đạt được đây là các em với mình là giống như hai anh em giống như một người bạn tôi chia sẻ với bạn bạn chia sẻ với tôi Sinh năm 1983, năm nay đã gần 40 tuổi, nhưng với vóc dáng nhỏ bé, anh Phương được các em nhỏ tại trung tâm gọi với tên thân thương là thầy giáo Tí Hon. Gặp không ít khó khăn về đi lại, nhưng anh Phương quyết không đầu hàng số phận. Được giúp đỡ, được sang sẻ yêu thương với những trẻ em da cam cùng cảnh ngộ là niềm hạnh phúc, là nguồn động lực để anh Phương cố gắng mỗi ngày. Bây giờ Phương đang hồi đó chọc lớp làm hương, thì các em ở đây là đa số là bị thiểu năng trí tuệ là mỗi ngày các em đến là các em chỉ ngồi chung một góc thôi ai lại gần tiếp cận này gần là đánh nhau chưa là ăn cơm là hất cơm đổ nhưng mà hôm nay á, thì các em lại được làm hương rồi làm gói những ra sản phẩm những cái hương rồi cái hương này cũng bán đây được đây là các em cảm thấy mình giúp cho các em làm được cái nghề em làm phấn khởi đó cho nên là mình thấy đã có là cái niềm vui và hạnh phúc nhất của mình không chỉ đứng lớp dạy học, anh Nguyễn Ngọc Phương còn kiêm nhiệm luôn cả khâu sửa chữa máy móc, các thiết bị điện cho trung tâm mỗi khi có các đoàn thể tổ chức trong và ngoài nước đến tìm hiểu hoạt động đời sống của các trẻ em da cam tại thành phố đà nẵng anh phương cũng thường xuyên có mặt để chia sẻ thông tin với mong muốn huy động thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho những con người kém may mắn để nỗi đau da cam được xoa dịu phần nào